Xét xử nhóm giết người giấu xác trong bê tông. Sáng ngày 25 tây tháng 6, Tòa án tỉnh Bình Dương sẽ đưa 4 bị cáo trong vụ án giết người giấu xác trong bê tông ra xét xử. Trong đó có Phạm Thị Thiên Hà, đã bị truy tố tội giết người với khung hình phạt lên tới tử hình. 3 bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về các tội giết người, không tố giác và che giấu tội phạm. Ngoài triệu tập đại diện của 2 nạn nhân trong vụ án, hội đồng xét xử còn mời 37 người ra làm nhân chứng trước tòa. Theo cáo trạng, thì Hà, Thảo, Huyên, Hoa cùng anh Trần Trí Thành, 28 tuổi, sống tại Sài Gòn, và ông Trần Đức Linh, 51 tuổi, quê ở Nghệ An, là một nhóm tập luyện trái phép pháp luân công do Hà làm trưởng nhóm. Do sợ bị chính quyền phát hiện, nhóm này liên tục đổi địa điểm tại các tỉnh, thành để tu luyện trái phép. Vào tháng 7 năm 2018, nhóm của Hà đã thuê một căn nhà tại tỉnh Bình Dương để hoạt động. Thời điểm này có thêm 2 người khác cùng tu luyện chung. Trong quá trình tu luyện tại đây, do không thể theo được phương pháp tu luyện khổ cực của nhóm, nên 2 người này đã bỏ trốn. Sợ bị lộ địa điểm, nhóm của Hà tiếp tục thuê một căn nhà khác để tiếp tục tu luyện. Cuối tháng 12 năm 2018, cả nhóm di chuyển đến Xuyên Mộc thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thuê phòng trong một khu villa để tiếp tục tu luyện pháp luân công bằng cách nhịn ăn. Đến ngày 20 tây tháng 1 năm 2019, do không thể chịu được nên ông Linh đã tìm cách bỏ trốn, nhưng bị nhóm của Hà bắt giữ và đánh tử vong, sau đó đưa thi thể vào phòng và bật điều hòa xuống 16 độ để tránh phân hủy xác. 3 ngày sau thì nhóm này tiếp tục mang thi thể của ông Linh để trên ô tô để trở về lại căn nhà ở xã Hưng Hòa. Tuy nhiên, lúc này thi thể bắt đầu phân hủy nên Hà và Thành đi mua một thùng nhựa, cho thi thể vào rồi đổ bê tông che lấp. Cả nhóm tiếp tục quá trình tu luyện như bình thường. Trong thời gian tu luyện tại đây, nhóm này thấy anh Thành có nhiều biểu hiện bất thường, như là lén đi ăn lúc nửa đêm, ăn không nhường nhịn mọi người, nên Hà bàn bạc với Thảo, Huyên và Hoa để tìm cách giết chết Thành. Sau đó thì nhóm này tiếp tục mua bồn nhựa, xi măng và cát để phi tang thi thể Thành giống như với ông Linh trước đó. Sau khi phi tang xác của các nạn nhân, thì nhóm của Hà để 2 thằng bê tông trong phòng, đóng cửa rồi cùng nhau rời khỏi nhà đến thuê một khách sạn tại Bình Dương. Vào ngày 15 tây tháng 5 năm 2019, ông Nguyễn Minh Vương đến dọn nhà theo thỏa thuận với khách thuê mới, thì phát hiện 2 thùng nhựa bê tông chứa thi thể bên trong. Qua truy xét, cơ quan điều tra xác định nhóm của Hà gây ra dự án trên nên đã phát thông báo truy nã. Đến ngày 18 tháng 5 năm 2019, nhóm này lên ô tô trốn khỏi khách sạn, tuy nhiên đã bị bảo vệ và lực lượng công an ngăn chặn và bắt giữ. Sau đó thì nhóm này đã thừa nhận hành vi giết người của mình.